Bạn Vinh không nghe thấy gì à? Chị cũng không hiểu vì sao. Mình không biết là có phải là cái wifi ở chỗ mình nó hơi bị kém hay không á. Ok, commerce. Các bạn chờ nó load một tí cái video á, thì chắc là thì mình cũng có thể nghe được. Ok mọi người. Mình nói tiếng Đức à? Mọi người muốn mình nói về cái gì? Mình đang sống ở Đức. Ở bang hiện tại thì mình đang sống ở bang Baden-Württemberg. Genau. Hiện tại thì mình đang đang sống và làm việc tại Đức, thế nên là mình cũng không thể nào mà dạy những các bạn mà có nhu cầu học tiếng Đức ở Việt Nam được. Nếu mà có thể thì mình chỉ có thể dạy các bạn ở trên mạng thôi. Tức là mình thường dạy riêng những cái nhóm nhỏ á, nhưng mà không phải lúc nào mình có thể sắp xếp thời gian để mà mình tổ chức những cái lớp học như vậy được, tại vì là công việc hiện tại của mình ở bên Đức thì cũng khá là bận. Câu hỏi các bạn. Ok mình mình xem lại câu hỏi của chị gọi tên em đi. Ai chào Mỹ Linh. Chị cũng chưa biết là chị có ý định định cư ở Đức hay không nữa, nhưng mà hiện tại thì chị vừa tốt nghiệp master và chị tìm được việc làm bên này, nên là chị đang sống, đang làm việc ở bên này. Kinh nghiệm học cho người mới bắt đầu thì chị đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi. Mọi người có thể xem ở trên một cái vài cái vlog trên YouTube, hay là những cái bài post của chị ở trên 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 Facebook. Genau. Chị đang sống ở Albstadt. Đó là một cái thành phố rất là nhỏ ở bang Baden-Württemberg. Genau. Bạn Thắm đang sống ở Việt Nam hay ở Đức?
Bạn Tuấn Anh, mình cũng có dạy qua Skype thì mình cũng có chia sẻ với các bạn, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thời gian để mà mở lớp dạy qua Skype. Tại vì hiện tại thì mình cũng đang đi làm bên này thì sắp xếp thời gian cũng hơi khó, bởi vì là có những bạn ở Việt Nam ấy, thì khi mà cái chênh lệch múi giờ nên là cũng rất là khó cho các bạn. Bởi vì khi mà mình đi làm về ấy, thường thì là ở Việt Nam cũng đã muộn rồi. Thế nên là mình cũng cái việc sắp xếp thời gian nó cũng hơi khó một chút. Thế nên là khi nào mà thời gian cho phép thì mình có thể mở được những cái lớp dạy như vậy thì mình sẽ thông báo ở trên Facebook cho mọi người. Và nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể hỏi trực tiếp của mình trên inbox, gửi tin nhắn cho mình thì mình sẽ trao đổi cụ thể hơn với các bạn. Chị đang dạy tiếng Đức ở một trường phổ thông ở bên này. Also ich bin Deutschlehrerin. Bạn bảo Thoa. Hallo. bạn Bu Nguyệt. Nó. Rồi em sắp sang Đức thì em mua những gì? Thực ra thì chị có chia sẻ với mọi người một cái bài trên blog của chị ấy, về những cái gì mà mọi người cần chuẩn bị trước khi mà sang Đức. Thì thực sự là trước khi chị sang thì cũng có rất là đắn đo, rất là không biết là nên mang cái gì theo, cái gì hầu như cái gì cũng muốn mang theo hết. Thế nhưng mà chị nghĩ là có thể là quan trọng đồ ăn, những cái đồ ăn liền ở Việt Nam á. Thì bởi vì khi mà mới sang này thì có thể em chưa quen với ăn Đức lắm. Thì khi mà mình chuẩn bị được một chút đồ ăn ở Việt Nam ra thì mình cũng dần dần kiểu như là mình có thể làm quen dần dần với đồ ăn Đức. Chứ có thể khi mới sang mọi người sẽ rất là nhớ đồ ăn Việt Nam. Còn về sách vở thì chị nghĩ là cũng không 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 cần mang nhiều quá đâu. Hầu như những cái sách vở mà chị mang từ Việt Nam sang bên này bây giờ chị không hề sử dụng nữa. Khi nào và nếu như mà em cứ sắp xếp và em cần theo em cái gì là quan trọng với em thì em có thể mang theo, bởi vì ở bên này hầu như là mua cái gì thì cũng rất là tốn tiền, rất là đắt. Nào. Em muốn học về kinh tế hả? Chị không học kinh tế nên là chị cũng không rõ lắm là thì nha những cái trường ở những cái thành phố lớn như Berlin, München hoặc là was war ich? Noch also Konstanz vielleicht und những cái thành phố lớn đó. Hoặc là em có thể lên mạng xem những cái bảng ranking ấy, những bảng xếp hạng các trường học. Họ được tham khảo các anh chị và các bạn cũng học kinh tế. Chị thì học về xã hội nên là chị cũng không rõ lắm. Bạn Minh Nhau ở đó. Làm sao để nghe tốt? Oh God. Cái này thì cũng rất là khó. Nếu như mà em vẫn sống ở Việt Nam á. Hồi trước chị cũng vậy thôi, khi mà chị học ở Việt Nam thì chị nghe rất là tệ. Nói chung là hầu như các kỹ năng thì kém nhất là nghe. Bởi vì mình cũng ở Việt Nam thì mình cũng không có cái cơ hội để mà mình thực hành nữa. Thì nếu như mà có thể á thì em nên nghe những cái chương trình thời sự của kênh Deutsche Welle hoặc là những cái kênh truyền hình của Đức. Thường họ có những cái chương trình phát lại ở trên cái trang web á, thì em có thể xem về đó. Nếu mình nghe nhiều thì mình bắt đầu mình quen dần với cả cái ngữ điệu của người ta. Rồi mình nghe ở những cái chủ đề nhất định thì mình sẽ học được những cái từ vựng của những cái chủ đề đó. Nếu, một cách rất là vô thức thôi, mình không có chủ định học, nhưng mà mình khi mà mình gặp những cái từ đó nhiều trong cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ nhớ được. Và khi nào nếu như có cơ hội thì em có thể kết bạn với người Đức. Có rất nhiều cái trang xã hội để mình có thể kết bạn với nước ngoài á, em có thể trò chuyện với họ. Nào, còn nếu như ở Việt Nam á, để ôn
Đỉnh nghe thì quan trọng là em cảm thấy em phải vượt qua được những cái kỳ thi thôi, tức là mình nghe đủ để mà mình cái trình độ để mà mình vượt qua những cái kỳ thi, tức là mình nghe thông tin chọn lọc nữa. Chứ mà bây giờ thì mình cũng chưa, nếu mà ở Việt Nam thì em cũng chưa thể là em nghe mà hiểu 100% được người ta nói gì, mà cái căn bản ở đây đó là em nghe và em chọn lọc được thông tin nữa. Còn khi mà em sau này em sang Đức thì em sẽ có cơ hội em tiếp xúc với người Đức, em nói tiếng Đức hàng ngày hàng giờ, thì lúc đó thì cái kỹ năng nghe nói của em mới tốt lên được. Ok. À, chị bao nhiêu tuổi? Chị năm nay 26 tuổi. Ok nào. Rồi, chị đang ở Đức. Chị đang làm giáo viên dạy tiếng Đức ở bên này. Hallo Ngọc, mir geht's gut. Danke und dir. Chị dạy cho những học sinh nhập cư, những cái người mà từ 15 đến khoảng 18 tuổi họ sang bên Đức thì cần phải học tiếng Đức để mà có thể học nghề được, hay là học lên cao nữa. Hello bạn. Em bạn Jasmine Lee. Hello em. Em mới học dự bị một tuần với mấy môn như Rechts hay là Wirtschaftskunde. Em chưa biết ghi chép bài vở kiểu gì. Chị cho em lời khuyên với ạ. Okay, thank you. Rồi. Chào em. Cái nào? Rồi. Dự bị à? Cái từ hồi chị học dự bị đến bây giờ là được hơn gần hơn 7 năm rồi. Lúc mới sang Đức thì chị cũng rất là lo lắng, bởi vì khi mà đi học á thì hầu như chị không hiểu một cái gì hết. Chị nhớ không nhầm thì những cái buổi giảng đầu tiên ấy, chị nghe hiểu được khoảng 23% thôi. Bởi vì bởi vì là những cái môn học ở bên này á thì nó đòi hỏi về rất là nhiều những cái từ chuyên ngành mà mình khi mà ở Việt Nam thì mình không có được học. Ví dụ có rất là nhiều môn học, mình không chỉ học tiếng Đức không mà mình còn học như là ở trường của chị là ở Nordhausen thì còn học về Literatur oder Landeskunde, Geschichte oder was noch, Englisch nữa. Rồi những cái môn học mà mình phải nghe cái bài giảng mà có rất là nhiều những cái khái niệm mà mình trước đây mình chưa bao giờ mình nghe tới, và để mà có thể hiểu được những cái khái niệm đó thì nó không hề đơn giản. Và bản thân chị nghĩ là đối với người Đức á, khi mà mình hay là mình tưởng tượng mình tưởng tượng mình so sánh một chút là khi mà mình học bằng tiếng Việt, có nhiều cái môn học mà không phải là mình học, kể cả khi mình học bằng tiếng mẹ đẻ của mình ấy, có nhiều cái môn học mà không phải là lúc nào mình nghe giảng cái là mình hiểu được luôn, đúng không? Mà bởi vậy nên là khi mà mình học bằng tiếng Đức, cái ngôn ngữ mà không phải tiếng mẹ đẻ của mình, thì cái khó khăn nó còn nhân lên rất là nhiều lần. Bởi vậy nên là mình bắt buộc mình phải có những cái kỹ năng học. Những cái kỹ năng này á, thì mình không có được học ở Việt Nam, bởi vì là nó cũng là một cái sự khác biệt giữa văn hóa học tập ở Đức với Việt Nam. Ở bên Đức thì mình tức là ở bên Đức, ở những cái trường phổ thông, các bạn đã được học những cái kỹ năng đọc sách này, rồi kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng thuyết trình vân vân, các bạn đã được học từ rất là sớm. Còn đối với chị, nhớ không nhầm thì ở Việt Nam thì hầu như là mình không được học như vậy, mà là những cái thầy cô giáo nói gì thì mình chép lại rồi mình học thuộc như vậy mình đi thi. Thực ra thì mình cũng không so sánh là cái gì hơn, nào cái phương pháp học tập nào hơn, và chị muốn nói đây đó là làm thế nào để mình có thể là mình quen được với cả cái phương pháp học tập bên Đức, và mình có thể là mình vượt qua một những cái bỡ ngỡ ban đầu một cách nhanh nhất. Thì đối với chị á, thì chị nghĩ là mọi người cần một cái sự chăm chỉ nữa. Rồi khi mà đối với những người bình thường, người ta học một ngày học
2-3 tiếng chẳng hạn, thì mình sẽ phải học gấp đôi thời gian lên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình học cái ngôn ngữ mà không phải tiếng mẹ đẻ của mình thì mình cần phải, mình ngoài học mình tiếp cận cái kiến thức ra, mình còn phải học cái ngôn ngữ đó nữa, mình phải học cái từ đó nữa. Và đối với chị thì ở một cái môn học khi mình nghe giảng, mình cố gắng ghi chép nhiều nhất có thể, và thông thường là không ghi chép được bao nhiêu hết bởi vì nghe không có hiểu gì mấy. Thế nên là chị dùng một cái cách đó là đọc sách. Tất cả những cái nội dung học mà được các thầy cô truyền tải trên lớp thì đều có trong những cái sách giáo khoa. Và những cái sách giáo khoa này á, mình có thể tìm thấy ở trên thư viện của trường. Và nếu như em không biết là đấy là sách gì thì em có thể lên cái trang web của cái thư viện và em gõ cái từ tìm kiếm vào đó, thì em nó có thể đưa ra cho em những cái gợi ý sách và em hãy tham khảo cái sách đó. Và khi mà mình đọc sách á, thì ở mỗi cái chủ đề thì em hãy tóm tắt cái nội dung học, rồi ghi nó thành những cái gạch đầu dòng ngắn gọn, và mình có thể mình hiểu được ý của nó thôi là tốt rồi. Thì khi mà sau này khi mà em lên lớp á, em nghe giảng, thì khi mà em dần dần khi mà mình qua một cái quá trình mình học tập thì em sẽ thấy là cái khả năng hiểu của mình sẽ tốt được hơn lên. Và như chị nói thì đối với người nước là dòng người học sinh viên quốc tế như mình ấy, thì ngoài cái việc học kiến thức mình còn phải học thêm ngôn ngữ nữa. Thì đối với cái môn học thì chúng ta sẽ có những cái từ chuyên ngành, có những cái từ mà mình sẽ khi mình học mình sẽ gặp đi nó gặp à rồi sẽ thấy nó rất là nhiều lần. Và bởi vậy nên là em à rồi nếu như mà em có thể á, thì em hãy ghi lại những cái từ đó ra một cái quyển sổ riêng của mình. Chị thì thường làm viết nó lên những cái tờ giấy nữa, rồi tổng hợp nó thành một cái list đó, cái danh sách những cái từ đó theo chủ đề, rồi sau đó chị thường dán ở trên trước bàn học á, rồi thường dán trước mặt như vậy để khi mà mình hàng ngày mình nhìn thấy nó mình nhớ được. Và dần dần thì em sẽ thấy là cái vốn từ vựng của mình sẽ được tăng lên, và khi mà vốn từ vựng tăng lên thì mình cái khả năng nghe hiểu của mình nó mới tốt lên được. Cái nào nhạc đó là cái kinh nghiệm của chị. Rồi. Bạn Trịnh Trang muốn học phiên dịch ở bên Đức thì học trường nào tốt? Ok, học phiên dịch. Nó, bạn muốn học phiên dịch ngôn ngữ Đức và ngôn ngữ như thế nào? Tiếng Việt Nam thì chắc là không có rồi. Thì có rất là nhiều ngành về Sprachwissenschaft, ngôn ngữ học các thứ, thì bạn thử tham khảo hay xem, hay là linguistic and so vital. Mình thì không học ngành này nên là mình cũng không rõ lắm. Bạn Trần Thùy Trang thì có câu hỏi là chị cảm thấy người Đức như thế nào. Ok, người Đức thì chị nghĩ là đất nước nào cũng vậy thôi, sẽ có người này người kia, cũng sẽ có người tốt và người ít tốt hơn một chút. Đối với chị á, thì người Đức rất là tốt bụng. Rất là tốt bụng và họ rất là sẵn sàng giúp đỡ nếu như mà mình cần nó, tức là không phải là em cần sự giúp đỡ và em ngồi đó và em chờ họ đến giúp em, mà em phải, tức là em sẽ phải chủ động nữa nói chuyện với họ và nhờ cái sự giúp đỡ từ họ nó, thì họ rất là sẵn sàng giúp đỡ. Còn nếu như mà em cứ ngồi đó và chờ đợi họ đến với mình thì có thể em sẽ bị thất vọng, tại vì người Đức thông thường ấy, người ta có ở một cái đất nước mà cái chủ nghĩa cá nhân cao á, thì họ tôn trọng cái quyền cá nhân của mỗi người, nên là thông thường được mong đợi là mình sẽ không xâm phạm cái sự riêng tư, cái sự riêng tư của người khác. Bởi vậy nên là em ấy, khi mà em có cần bất cứ một cái việc gì đó thì em hãy là một người chủ động đến để thể hiện, để cho họ biết là mình cần giúp đỡ. Và họ khi mà lúc đó thì họ rất là sẵn sàng giúp đỡ và rất là thân thiện. Cái nào còn nếu như mà
Có thể lúc đầu khi mà mình mới sang Đức thì mình còn khá là rụt rè nữa, thì em có thể thấy là em có thể nghĩ là ồ, người Đức người ta lạnh lùng thế và khó kiếm bạn chơi, nhưng mà căn bản là em hãy là người mở cánh cửa nữa, mình hãy open, à rồi hãy là người chủ động đó. Là người nhá, cởi mở với mọi người một chút, thì em sẽ thấy là người Đức rất là thân thiện, rất là tốt. Chị sang Đức cũng 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 không lâu lắm nữa so với nhiều người mà chị biết. Chị sang Đức khoảng từ năm 2009, cho đến bây giờ là được hơn 7 năm rồi. Hello bạn chị. Hà chị nên học nghề đầu bếp hay điều dưỡng à? Ừ, cái này thì em sẽ phải tự trả lời thôi. Em hỏi xem là em hãy thử hỏi bản thân mình xem là em thích cái gì hơn nào. Rồi. Bởi vì khi mà mình có một motivation, mình có một cái niềm đam mê với cái gì đó thì mình mới làm tốt được. Hai bạn Mỹ Linh. No. À, rồi. À, bạn Huệ ơi, có thể là cái đường truyền của nó không được ổn định á, nên là bạn thử chờ một chút xem để nào. Có rất là nhiều cái trang web, các bạn như là chị quên mất một cái trang rồi. Nha, em thử Google xem. Dạ. Mình có rất là nhiều cái trang để các bạn quốc tế. Dạ, hoặc là trên Facebook có những cái nhóm học tiếng Đức chẳng hạn. Đó. Chị thì chị chỉ đưa cho bạn lời khuyên như vậy thôi, chứ chị là một người mà cũng không cũng không cũng không không thích là kết bạn trên những cái trang web như vậy. Ok, có thể mỗi người, chị không nói đó là tốt hay là không tốt, bởi vì mỗi người có một cái sở thích riêng, người có một cái sự lựa chọn riêng của mình. Đối với bản thân chị thì chị không thích sử dụng những cái trang mạng xã hội đấy. Hồi chị ở Việt Nam thì chị học tiếng Đức thì hầu chị không chị học tiếng Đức hầu như là qua sách vở thôi. Học ở trường, chị học ở trường chuyên ngoại ngữ. Học tiếng Đức ở trường, rồi học tiếng Đức ở viện Goethe Institute, và chị nghe đài, nghe xem tivi, xem kênh Deutsche Welle, và cái nào, và chị cũng không có tham gia những cái nhóm giao lưu học tập này nọ các thứ. Tóc chị mỏng đi rất là nhiều từ hồi chị mới sang Đức. Và không phải là mỗi mình chị đâu, mà có rất là nhiều người cũng vậy. Tại vì hầu hình như là cái nước ở bên này á, cái nước bên này nó quá là sạch á, có quá nhiều clo sao á, nên là khi mà mình rụng đầu rất là hay rụng tóc rất là nhiều. Chứ hồi xưa tóc chị mỏng và dày lắm, thế nên là bây giờ chị quyết định là chị cắt tóc ngắn cho nó đỡ rụng. Also, wie ist das Wetter hier? Also, es ist heute ein bisschen bewölkt, auch kalt draußen. Also, ich bin noch nicht rausgegangen, aber ich denke, es ist schon kalt. Na. À, cảm ơn bạn Nắng Pha Lê. À, một tháng sinh hoạt phí bên đó khoảng bao nhiêu tiền? À, cái này thì còn tùy thuộc thành phố em sống nhé. À, rồi nếu em sống những cái thành phố lớn như là München hoặc Frankfurt, Berlin rồi đó, thì cái chi phí sinh hoạt nó rất là cao. Cao nhất là cái phí tiền meter, tiền thuê nhà rất là cao. Chị đọc ở trên báo thì ở München thì cái tiền thuê nhà trung bình là khoảng 550, trong khi chị ở, ví dụ chị ở Tübingen hay là chị trả khoảng khoảng 200 đến 250, còn ở Augsburg thì chị trả 200. Cái nào tiền thuê nhà thì cái nào cái chi phí đó, rồi chi phí bảo hiểm, tiền bảo hiểm tầm khoảng 90 € một tháng, 90
cái đó một tháng. Rồi tiền khi mà em học á, ở bên Đức không phải đóng học phí nhưng mà mình sẽ phải đóng một cái khoản gọi là phí sinh viên, phí quản lý sinh viên rồi phí đi lại. Một học kỳ thì cũng tầm khoảng tùy thành phố cũng tầm khoảng là 150 khoảng 200 cái nào, và rồi chi phí ăn ăn uống, mua sắm dụng cụ học tập này nọ các thứ. Thì chị nghĩ chị thì không bao giờ chị tính xem là một tháng chị tiêu hết bao nhiêu tiền. Chị nghĩ là tầm khoảng 450 500 cái nào ở những cái thành phố nhỏ nhỏ. Nếu như em tiết kiệm hơn thì em cũng có thể tiêu ít hơn. Chào bạn Trang, chị đang ở thành phố Albstadt, ở bang Baden-Württemberg. Bạn Lý, Thảo Phương Lý, có sách nào hay để luyện bài tập theo chuyên đề? Sách hay à? Sách hay thì chị cũng cũng có chia sẻ với các bạn rồi. Nó ở trên YouTube hoặc là trên Facebook. Thực ra có rất là nhiều sách để học tiếng Đức. Nhưng mà cái căn bản đây là chị không thể share với mọi người được, bởi vì là cái vấn đề bản quyền. Và tất cả những cái tài liệu mà chị có thể chia sẻ với mọi người thì chị đã chia sẻ trên YouTube theo từng cái chủ đề học rồi. Cái nào hoặc là em có thể xem ở trên cái blog của chị cũng có tổng hợp những cái trang web, gọi là những cái bài tập online của các nhà xuất bản á, thì mình có thể tự tự luyện tập. Chị nói to tí nữa hả? Chị cũng nói to hết sức rồi. Hay em có thể cái đường truyền nó không tốt cho lắm á. Nó thì em thì chờ một chút để cho nó ổn định xem. Bạn Thanh Ngọc có hỏi là hiện tại chị học xong và làm việc bên đó luôn à, cơ hội làm việc bên đó như thế nào? Chị học vừa tốt nghiệp xong master, và chị nhận được một việc làm ngay sau đó là giáo viên dạy tiếng Đức ở bên này. Thực ra thì cơ hội việc làm bên này không thiếu, không thiếu, căn bản là cái khả năng của em như thế nào và cái sự tiếp cận nữa, cái sự tiếp cận thông tin của em như thế nào. Thì mình không phải là mình cứ học giỏi nữa là mình là sẽ có người tìm đến mình, và mà em cũng cần phải active, tức là mình cũng phải chủ động, mình chủ động tìm kiếm và mình chủ động liên lạc liên hệ nữa để gặp gỡ mọi người và để có thể tức là PR bản thân mình chút. Và chị có thể nói chung là cái việc tìm được việc làm hay không sau khi tốt nghiệp hay không là nó tùy thuộc vào cái ngành học của em và cái năng lực của em. Cái điều mà chị có thể nói ở đây đó là cơ hội việc làm luôn luôn có, đúng. Và nên là khi mà em còn ngồi trên ghế giảng đường đại học thì em hãy cố gắng hết sức có thể là mình có một cái thành tích học tập tốt, và bên cạnh thành tích học tập tốt đó thì em cũng cần phải sắp xếp thời gian cho mình để mình có thể tham gia những cái hoạt động xã hội, để mình có thể, thực ra là không phải là để đẹp làm đẹp hồ sơ của mình mà là để mình có thể trải nghiệm được cái cuộc sống bên Đức và mình học được cho mình cái kỹ năng mềm, kỹ năng sống nhá, kỹ năng giao tiếp, và đó là cái kỹ năng rất là quan trọng khi mà đi xin việc ở bên này. Cái nào và cái khả năng tiếng Đức của em cũng phải rất là tốt nữa. Ok. Thì cái cơ hội nghề nghiệp cho em thì luôn luôn rộng mở. Ngành Altenpflege gần ở bên Đức như thế nào? Ok. Theo như chị thấy thì hiện tại thì có rất là nhiều bạn sang Đức để học cái ngành này. Đó. Và chị cá nhân chị thì cũng không có kinh nghiệm gì với cả cái lĩnh vực này hết, thì chị cũng không thể đưa cho em một cái lời khuyên cụ thể nào. Thế nhưng mà theo cái gọi là cái đánh giá của cá nhân chị, cái nhìn nhận của cá nhân chị thì chị thấy là cái ngành này là một cái ngành mà hầu như người không người Đức nào muốn làm hết. Thế nên là họ mới tuyển người nước ngoài.
không chỉ từ Việt Nam, từ Ý, từ Tây Ban Nha, từ rất là nhiều nước, bởi vì chị đã từng có dạy tiếng Đức cho những cái người như vậy rồi. Thế nên là em cũng sẽ phải cân nhắc đó là mình thực sự mình có đam mê cái công việc này hay không, mình có yêu thích cái công việc này hay không, hay là mình làm chỉ bởi vì cái lý do tài chính nào đó. Công việc này theo với chị nghĩ là đối với những người trẻ thì nó không được hấp dẫn cho lắm. So với cái mặt bằng chung thu nhập của nước Đức thì nó cũng không phải là cao. Đối với người Việt Nam á, thì có thể là cái mức lương mà em nhận được với cái công việc này nó là cao, nhưng là cao so với Việt Nam, còn bên Đức thì nó không hề là gì hết. Và cái cơ hội mình phát triển ở trong cái ngành này hầu như là không có. Theo như chị biết, tuy nhiên thì nếu như mà em nghĩ rằng đó là cái sự lựa chọn đúng cho mình ở thời điểm này thì em hãy cứ làm nhé. Ok. Làm bạn Thảo, Phương Thảo, làm thế nào để học tốt ngữ pháp? Học tốt ngữ pháp thì không có cách nào. Thực ra học tốt ngữ pháp nó đơn giản hơn là rất là nhiều học so với làm để nói tốt, để nghe tốt. Bởi vì người Việt Nam á, theo như chị thấy thì người Việt Nam rất là chăm chỉ và rất là giỏi ngữ pháp, giỏi hơn cả người Đức luôn. Cái điều quan trọng đây, cái yếu tố quan trọng đây chính là em có một cái sự chăm chỉ. Em nắm được những cái công thức ngữ pháp và em áp dụng nó làm bài tập. Nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok. Có nhiều câu hỏi. Ok các bạn, bình tĩnh để mình trả lời nhé. Bạn Uyên Phương, em biết là kinh tế bên Đức thất nghiệp nhiều, nhưng chỉ cần cố gắng là vẫn có hy vọng đúng không ạ? Ok, đó là thất nghiệp là một cái tình trạng mà chị nghĩ là ở đất nước nào cũng sẽ gặp phải. Ở bên Đức thì tất nhiên là có, nhưng mà so với Việt Nam thì nó vẫn thấp hơn. Cái điều quan trọng đây đó là em hãy suy nghĩ một cách tích cực và mình cũng không nên để ý quá nhiều xung quanh, bởi vì cái quan trọng ở đây á đó là em phải có năng lực thật sự. Bản thân mình phải có cái khả năng thật sự thì người ta mới cần đến mình. Còn sẽ có rất là nhiều người vì rất là nhiều lý do nào khác mà không tìm được một công việc phù hợp đối với mình, thì đó là việc của người ta. Còn việc của bản thân mình đó là mình tập trung vào để phát triển cái khả năng của mình, cái khả năng chuyên môn, cái khả năng ngoại ngữ của mình và cái kỹ năng mềm nhá, kỹ năng giao tiếp đó, rồi kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tìm kiếm thông tin, vân vân và vân vân. Thì em hãy cứ làm tốt cái công việc của mình, thì tùy theo cái nhân duyên cũng như là cái phước của mình thì mình có thể gặp được những cái cơ hội tốt. Cái nào? Thực ra thì chị không thích nói nhiều về bản thân mình đâu. Ok, nhưng mà rồi. Chị 26 tuổi, sinh năm 90 và chị chưa lấy chồng. Ok. Hello bạn Trịnh Trang. Chị nói câu tiếng Đức nữa đi. Ok, trên video, trên YouTube chị cũng nói nhiều tiếng Đức rồi mà em. Du học ở Đức có tốn kém hay không? Bạn Phương Nguyễn. Chị Ok, vừa rằng à rồi chị muốn nói là so với du học các nước khác như là Anh, Mỹ, rồi Úc, vân vân, thì du học Đức không hề tốn kém. Tất nhiên là nó cũng tốn, nhưng mà so với các nước khác thì nó không là gì hết. Chị à rồi, ở bên Đức thì em không cần phải đóng học phí này. Rồi cái chi phí sinh hoạt bên này thì cũng không 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 hề cao lắm. Chị nghĩ có đôi khi có những ngày có nhiều cái mà
Ở bên Đức còn rẻ hơn ở Việt Nam á. Tùy cái quan trọng ở đây là cái cách chi tiêu của em. Thông thường ở bên Đức một năm cho cái chi phí sinh hoạt và học tập bên này là khoảng rơi vào khoảng hơn 8.000 euro. Đó cũng là số tiền mà em sẽ phải chứng minh hàng tháng để có thể gia hạn được visa. Thì thực ra thì đối với một số cái gia đình thì nó là một cái số tiền khá là lớn. Nhưng mà nếu như mà em cân nhắc và em so sánh với các nước khác thì em sẽ thấy là nó vẫn là một cái khoản chấp nhận được. Và khi mà sống ở bên Đức thì em vẫn có thể đi làm được một việc một tháng mà kiếm được khoảng làm thêm ở cuối tuần thì cũng cũng giúp em kiếm được khoảng tầm 400, 450, 500 ơ nó ở những cái công việc khi mà em làm nhà hàng các thứ. Còn khi mà sau này khi mà em học ở những cái kỳ học cao hơn, em đi làm thực tập rồi em có thể kiếm những cái công việc phụ việc của sinh viên á, thì em có thể thu nhập cũng sẽ cao hơn và em cũng có hoàn toàn có thể chi trả được cho cái chi phí sinh hoạt của mình. Chị dạy ở bạn Nô Trương, chị dạy ở Amsterdam. Bạn Anh Thư, con gái thường sang Đức chọn học ngành gì hả chị? Em phân vân giữa luật kinh tế và du lịch. Thực ra thì không có một cái thống kê cụ thể nào về cái việc con gái sang Đức thì học ngành gì em ạ. Là chị cũng không biết được. Nhưng mà theo cái suy nghĩ chủ quan của chị thì thường là con gái nên chọn những cái ngành nào mà nó nhẹ nhàng một chút. Đó, như là ngành giáo viên, ngành sư phạm, ngành xã hội học. Cái nào? Còn tất nhiên là có bên cạnh đó có rất là nhiều những cái ngành khác để em có thể lựa chọn. Ví dụ như là ngành luật kinh tế hay là du lịch thì Nicholas đó là cái ngành cũng rất là hay. Cái nào? À rồi. Luật kinh tế, khi mà có cái chữ luật ở đây thì mình phải bắt đầu mình suy nghĩ lại. Bởi vì đối với người Đức học luật thì nó cũng không đơn giản rồi, đặc biệt là đối với người nước ngoài thì nó sẽ rất là khó. Chị thì chị không thể đủ kiên nhẫn để mà chị ngồi chị đọc những cái quyển sách dày cộp như này được, và chi chít những cái từ chuyên ngành mà mình sẽ phải nhớ. Rồi chị nhớ là hồi chị còn học ở đại học ấy, gặp những cái bạn mà học luật lúc nào cũng ngồi trong thư viện với cái quyển sách dày cộp. Không phải một quyển mà có rất là nhiều quyển. Chị thấy, oh my god, thật là may mắn khi không học cái ngành này. Thì, ok, stream của các bạn hình như là kết nối nó bị cắt quãng. Bây giờ các bạn nghe thấy mình lại chưa? À rồi, tiếp cái câu hỏi bạn Anh Thư thì là luật cái nào, nếu như bạn muốn học luật á, thì bạn nên thử nghĩ lại xem là mình có đủ kiên nhẫn và đủ cái sự chăm chỉ để mà có thể theo đuổi được cái ngành học này đến cùng hay không nhá. Còn chị nghĩ là du lịch là một ngành cũng rất là thú vị nữa. À rồi, rất là thú vị. Nhưng mà hai cái ngành này thì em nên lưu ý là cái khả năng ngôn ngữ của em sẽ là phải rất là tốt, rất rất là tốt. Ok. Bạn Tử An ha. Chị ơi, chị nói lại về vấn đề nghe. Tháng 9 em mới thi xong mà điểm nghe của em tệ quá. Mà còn một tháng nữa em thi rồi. Em cũng mua mấy quyển certificate về luyện nghe. Không biết có ổn không. Còn tháng nữa thi tiếp rồi mà em lo quá chị ạ. Ok, chị nói, chị cũng đã từng chia sẻ với mọi người là cái vấn đề nghe là một cái vấn đề muôn thuở của người Việt Nam khi mà học ngoại ngữ. Không chỉ có riêng tiếng Đức đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là em học tiếng Đức ở đâu và em tự học hay là em học ở trường nào, ai dạy em. Và thực ra thì chị cũng chỉ có thể đưa ra cho em những cái lời khuyên rất là chung chung thôi, chứ còn chị cũng không biết cái khả năng của cá nhân em như thế nào nhá. Thì em cứ có thể em cứ luyện nó luyện nghe trong cái khả năng có thể của mình với những cái tài liệu mà em có, và em có thể nghe luyện nghe thêm nữa.
Luyện nghe để mà mở rộng thêm cái sự hiểu biết của mình ở trên cái trang web của Deutsche Welle, DW, à rồi D, DW nữa, thì em nghe rất là nhiều những cái, có thể tìm thấy rất là nhiều những cái audio, cái video về các sự kiện trên thế giới này nọ, thì em có thể mở rộng được cái tầm hiểu biết của mình này, cũng như là mình có thể là cũng là mình có thể là để mình quen được cái ngữ điệu nó, bởi vì tiếng Đức giao tiếp thường rất là nhanh cái nào, và yeah, also viel Glück. Chúc em may mắn. Cảm ơn em, cảm ơn bạn Diệp Anh nha. Hello bạn Đinh Quốc Anh. Bạn Nguyễn Tùng Dương là chị ơi làm sao để có thể học tốt, à, học đọc tốt, à rồi học đọc tốt thì em cần cho mình một cái vốn từ vựng nhất định nhé, và em cũng biết cái kỹ năng đọc đó là mình đọc, mình chọn lọc thông tin, chứ mình không thể nào mình đọc một cái đoạn text mà mình hiểu được 100%, mà nếu như mà em hiểu 100% thì em chị nghĩ là em không cần đi học nữa. Dạ, thì cái nào, à, rồi nếu như mà có thời gian thì em có thể đọc những cái chuyện cho thiếu nhi này, cái sách, bất cứ cái sách nào em có, sách tiếng Đức nào em có trong tay nhá, và em hãy đọc. Đôi, có thể lúc đầu em không, ông không hiểu được gì, em không hiểu được nhiều mấy, nhưng mà dần dần thì em, khi mà em đọc đó, thì em sẽ trong cái ngữ cảnh đó thì em sẽ có thể em học được thêm rất nhiều từ vựng, em mở rộng cho mình được cái vốn từ vựng. Thì dần dần thì cái khả năng của em, cái khả năng đọc của em nó sẽ tốt hơn lên. Chỗ học nghề ở vùng núi thì có chả lắm không? À rồi. Dạ. Chị cũng không biết đâu, tùy thuộc vào bản thân em. Nếu như có thể là lúc đầu á, nếu như mà ví dụ như là chị đến từ Hà, chị ở Hà Nội, chị sinh ra lên ở Hà Nội, lúc mà chị sang chị học dự bị á, chị cũng vậy, chị học ở Nordhausen. Nordhausen là một cái thành, ê, không phải thành phố, nó là một cái thị trấn rất là nhỏ ở bang Thuringia. Thì đầu tiên chị rất là buồn, hầu như ngày nào cũng không nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh xe cộ gì hết, và rất là nhớ cái, đôi khi nhớ cái sự ồn ào ở Hà Nội ấy, thì lúc đầu rất là buồn. Thế nhưng mà khi mà em đi làm, em đi học, em sẽ bị cuốn theo cái công việc của mình, thì lúc đó em sẽ không còn thời gian để buồn nữa đâu. Nó thì em sẽ có tạo cho mình được những cái mối quan hệ mới, có bạn bè mới, rồi hàng ngày em đi học, em đi làm, em sẽ thấy rằng trôi qua rất là nhanh. Và nếu có thời gian em đi du lịch, thì chị nghĩ là lúc đầu thì có thể buồn, mà lúc sau thì em có thể vượt qua được cái nỗi buồn nó rất là nhanh thôi, để mà thích nghi với cuộc sống mới. Chị tên là Thanh Tâm. Dạ. Ok, cảm ơn bạn Đỗ Đăng Hùng. Ok, phát âm chữ R. Chữ R thì chị có dành một cái video để làm về cái vấn đề này rồi á, em biết em đã xem chưa? Thực ra thì cũng có rất nhiều cách để mà phát âm được cái âm này. Thì dạ, à rồi, nếu như mà mới học á, thì em không không bắt buộc, không cần thiết là phải ép bản thân mình là phải phát âm được kiểu ở cuống họng như này. Em phải phát âm chữ R, R, mình rung lưỡi nhé. Thì nó không hề sai, và người Đức người ta vẫn hiểu được mình. Nếu như mà sau sau này á, cái sau một khoảng thời gian nhất định học, thì cái kỹ năng của em tốt hơn lên á, thì em có thể tập phát âm ở cuống họng. Thì chị đã hướng dẫn trong cái video đó rồi, em có thể xem lại nữa. Lời khuyên luyện nghe nói B1.
Luyện nghe nói thì chị cũng chỉ có những cái lời khuyên rất là căn bản dành cho các bạn như thế thôi nhá, còn đâu còn tùy thuộc vào cái sự chăm chỉ rồi cái khả năng của em nữa. Hello bạn Đinh Cúc Anh. Làm sao mà nhớ được nhiều từ vựng và nhớ cái Adidas nữa ạ? À? Ok. Nhớ nhiều từ vựng à? Dạ. Chị cũng có chia sẻ với mọi người rồi, đó là mình à rồi. Thực ra ấy thì nó không có một cái phương pháp nào là tốt nhất cho mọi người, mà nó chỉ có cái phương pháp là phù hợp nhất đối với từng người thôi. Và phù hợp nhất cũng không phải là phù hợp mãi mãi, mà có thể là phù hợp trong từng giai đoạn. Khi mà chị mới bắt đầu học tiếng Đức, chị học tiếng Đức ở trường phổ thông, chị nhớ là chị chị không bao giờ chị học thuộc từ mới cả, mà có học thì chị cũng không nhớ được. Và thông thường là chị học, chị cầm cái từ, cái bảng từ vựng đó nữa, chị học đọc to lên kiểu như học vẹt đó. Và sau đó thì hầu như là mình thi xong, hầu như học để thi thôi, kiểm tra thôi, xong mình chỉ quên luôn. Bởi vì lúc đó thì mình cũng còn rất là bận, còn rất là nhiều môn khác mình phải học, như là toán, văn, hóa, lý, rồi những cái môn rất là khó phải học nữa. Thế là chị không có thời gian học ngoại ngữ, nên chị học ngoại ngữ theo cái kiểu rất là chơi bời thôi. Chứ là mình lớp mình nghe được bao nhiêu, xong mình làm bài tập, xong rồi mình kiểm tra, xong mình để ở đó. Còn khi mà sau này, khi mà chị sang Đức á, thì chị đã phải tìm cho mình một cái phương pháp học khác. Bởi vì ở đây mình không phải học mình đối phó nữa, mà mình học là để cho bản thân mình nữa. Và cái từ vựng ở bên đây thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở những cái chủ đề rất là phổ thông ở trong những cái sách, cái giáo trình học ngoại ngữ mà mọi người thấy, mà nó sẽ tăng cấp độ lên rất là nhiều ở những cái khái niệm chuyên ngành. Và lúc đó thì làm thế nào để có thể nhớ được những cái từ đó? Thì chị học nhiều bằng cái việc là mình đọc sách nhiều. Chị đọc rất 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 là nhiều. Có thể một ngày mình có thể phải đọc đọc mấy quyển sách. Đọc rất là nhiều nữa. Rồi chị xem các video, xem các phim tài liệu của Đức. Chị nói tiếng Đức hàng ngày. Còn đối với các bạn mà có vẫn còn ở Việt Nam á, thì không có một cách gì khác, đó là các bạn sẽ đôi sẽ phải học, tôi kiểu học vẹt một chút, tức là mình sẽ phải học thuộc này. Và làm thế nào để mà mình học thuộc rồi mình có thể nhớ được lâu, thì các bạn nên áp dụng nó vào nói nữa. Như chị đã nói là mình học một từ, các bạn không nên học mỗi cái nghĩa từ đó là gì, mà mình học, mình đọc một cái câu ví dụ về nó và mình nhớ nó trong cái ngữ cảnh nữa. Còn Adidas, ok, oh god, rất là cái này thì rất là khó, rất là khó đối với những người, đặc biệt những người mới học. Thì chị chỉ nghĩ đơn giản thôi là khi mà em học tiếng Anh á, do tiếng Anh thì em học một từ mà em sẽ phải học thêm một cái cách phát âm của nó nữa, mình nhấn trọng âm vào chỗ nào và học cái phiên âm của nó. Thay vì học cái phiên âm đó thì học tiếng Đức em học cái Adidas. Ok rồi. Và khi mà mình chúng ta có những cái quy luật nhất định để mà có thể biết được là danh từ này là giống gì, và chị cũng có làm video về đó rồi, em xem lại những cái video trước á. Thì em cái qua những cái quá trình mình luyện tập nhiều á, mình gặp nó nhiều thì mình sẽ nhớ được nó thôi. Cái nào? Hoặc là mình sai một vài lần thì mình tự khắc mình sẽ nhớ. À, hello chị Trung Kaisler. Bạn Uyên Phương, nếu như em muốn tìm hiểu các
các ngành nghề ở bên Đức thì em phải làm như thế nào? Em muốn tìm hiểu các ngành nghề bên Đức. Các bạn thông cảm một chút tại vì cái wifi của mình nó hơi bị kém. Rồi bây giờ thì mình mới nhìn đồng thời các câu hỏi của bạn. Ok, rồi câu hỏi bạn Minh Phương á, là muốn tìm hiểu các nghề bên Đức làm nào. Nếu như mà em muốn tìm hiểu các ngành nghề bên Đức thì em có thể search trên Google á. À rồi, với những từ khóa là Beruf á, nghề nghiệp á. Nó thì có thể em sẽ tìm thấy những cái ngành phổ biến ở bên Đức. Bạn Liên, chị đang ở bên Đức em. Chị học chuyên ngoại ngữ từ cấp 3 em, từ lớp 10. Ở trường phổ thông chuyên ngoại ngữ. Học chuyên tiếng Đức, you know. Hello các bạn. Ok, save được video của em. Chị ok, chị sẽ cố save video. Bạn Thủy Trần, em thi xong B1 rồi, muốn chuẩn bị học nghề mà vốn tự vựng của em ít, làm sao em học nhiều nhiều từ hơn? Em có thể xem các video bằng tiếng Đức này, xem thời sự bằng tiếng Đức này, nghe đài, rồi đọc sách. Rồi nếu mà có cơ hội thì mình có thể mình giao lưu với các bạn người Đức, kết nối. Hi, hallo Phan Bảo Thoa, ne? Also es gibt im Internet sehr viele Plattformen, also bei denen man deutsche Leute kennenlernen kann. Und also ich habe das nicht mehr auswendig, aber du kannst man also googeln einfach, ne? Interpol ist ein Beispiel davon. Chị đang ở Amstadt em, Thảo Trang. Bạn Đỗ Hy à? Order dỗ nhá. Tiếng Đức không có nối âm và nuốt âm. Có nuốt âm nhưng mà một vài trường hợp thôi, nhưng mà không phổ biến như tiếng Anh. Bạn Thu Hải Lê, chị ơi nên học ở Đông Đức hay Tây Đức? Đấy là tùy. Ở em, chị thì chị sống từ trước nay chị sống ở bên Tây Đức thôi. Chị sống ở bang Bayern và bang Württemberg. Nên là chị thấy cuộc sống ở đây rất là thích. Chị cũng không biết là vì lý do gì nữa, nhưng mà Bayern và bang Württemberg là hai cái bang mà có thể nói là về mạnh nhất về kinh tế ở nước Đức. Và ở những cái bang này thì mình cũng dễ dàng xin việc hơn. Đấy là kinh nghiệm chủ quan của chị thôi, còn nhá, có thể mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Bà Phương Nguyễn đi rồi muốn học dự bị thì ít nhất phải có trình độ B1 nhá. Danke, chị Hoàng. Au pair. Ok, bạn Phương Định. Chị biết về cái chương trình này. Và thậm chí là hồi chị còn học Đại học Việt Nam, chị đã từng định đi cái chương trình này. Và còn nhận được cả học bổng nữa của một cái công ty để mà mình tham dự cái chương trình này. Nhưng mà chị đã, sau khi mà trao đổi thì công ty chị đã từ chối, bởi vì là
Chị muốn đi theo cái con đường du học nó dài lâu hơn. Còn đi au pair thì có thể là có những các bạn mà gia đình không thể không đủ để điều kiện tài chính để mà có thể trang trải được cho cái quá trình du học, thì các bạn chọn au pair như là một cái phương pháp, cái phương thức rất là tiết kiệm để mà có thể trải nghiệm được một cái cuộc sống ở cái đất nước mà sử dụng cái ngôn ngữ mà mình đang học. Chị hoàn toàn ủng hộ. Và nếu như mà em nghĩ rằng em muốn trải nghiệm những cái điều đó thì em có thể lựa chọn. Còn chị thì chị không nghĩ là chị làm việc được với trẻ con. Và tất nhiên là bất kỳ một sự lựa chọn nào nó cũng sẽ có những cái mặt tích cực và cái mặt tiêu cực của nó nữa. Và cái căn bản đây là nếu như mà em cảm thấy nó mình thích thì em cứ làm. Cái nào? Chào bạn Hằng nha. Make his good đáng cảm. Chị học tiếng tiếng Đức ở viện Goethe thì cũng ok nhá, cũng tốt. Tại vì chị cũng đã từng học ở đấy. Chị cũng không có cái kinh nghiệm về cái au pair này nên là chị cũng không thể tư vấn được cho em một cách cụ thể đâu. Nhưng mà chị nghĩ au pair là một cái sự trao đổi, tức là khi mà em đến có một cái gia đình người Đức nhận em để trông chăm sóc con cái cho họ ấy, thì họ sẽ cho em một cái số tiền nào đó để em tiêu vặt này, và sẽ trả cho em cái số tiền để em đi học tiếng ở bên này. Tức là em bên cạnh đó thì họ cũng sẽ có một cái vài cái gia đình họ rất là nét, họ đi du lịch và họ cũng sẽ cho mình đi theo. Thì có rất là nhiều cái trải nghiệm cũng sẽ rất là thú vị. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chị nghĩ là cũng sẽ có những cái trường hợp nó không được như mình mong muốn. Cái nó còn nếu như mà em đi du học thì em sẽ tự do hơn, em muốn làm gì đấy là việc của em đó, và em đi làm cái công việc gì đó đó thì có thể em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà cái trải nghiệm nó sẽ khác nhá, mỗi cái sự chọn đều có mang lại cho mình cái trải nghiệm khác nhau. Đúng rồi, trước chị học chuyên tiếng Đức. Ok, cố lên bạn Lê Hoàng Giang. Tiếng Đức khó nói, tiếng Đức để nói được tốt thì khó lắm em ạ. Chị học tiếng Đức được cả chục năm nay rồi mà thấy vẫn khó. À, bạn Phương Nguyễn. em kết bạn với chị trên Facebook page này cũng được mà. Ok. Chị hầu như chị về Việt Nam thì chị về cũng rất là vội, chủ yếu dành thời gian cho gia đình thôi. Với cả chị cũng là một người khá là nhát. Nên là chị cũng 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 rất là ngại gặp nhiều người. Chị cũng không biết được nữa. Hiện tại thì chị cứ làm việc thôi, còn sau này như thế nào thì tính tiếp. Chị cũng không nhất thiết là phải ở lại Đức. Nếu như mà có cái cơ hội tốt ở Việt Nam thì chị cũng sẽ lựa chọn. Nói chung là tùy duyên. Em luyện thi bằng quyển, em luyện thi bạn Tử An ha. Em luyện thi B1 bằng quyển certificate thì cũng ok. Hoặc em cũng trên trang web của Goethe Institute thì cũng có rất là nhiều những cái bài luyện thi mẫu ấy. Em có thể làm thử.
Hoa lụa Emerici no Q. Đó. À rồi. Chị ơi, chị cũng học cái course. Thế nào chị cũng học cái course? Động lực à? Tất nhiên là mới sang Đức học thì nó sẽ là khó thôi. Cái điều em cần ở đây đó là một cái sự quyết tâm. Và em hãy cố gắng để mà có thể tự động viên bản thân mình. Bởi vì khi mà đã lựa chọn đi du học ấy, thì em là một người quyết định cái tương lai của mình, quyết định đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống nó, và sẽ không ai chịu, và sẽ không ai có thể giúp em được, và không ai chịu trách nhiệm thay cho em được. Thế nên là khi mà em đã lựa chọn, một khi em lựa chọn thì em hãy kiên trì đến cùng với cái sự chọn của mình. Có thể trên cái con đường mà em đi nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và có đôi lúc là em muốn, rất là muốn bỏ cuộc, em muốn từ bỏ mọi thứ. Thế nhưng mà em hãy tự động viên bản thân mình trong những cái lúc đó, và em sẽ thấy là nó chỉ là một cái giai đoạn rất là nhỏ trong cuộc sống thôi. Và khi mà em bước qua được cái giai đoạn đó rồi ấy, thì em sẽ thấy là sự chọn của mình là đúng đắn, và những cái khó khăn đó là cần thiết để mà em có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và đạt được những cái thành công sau này. Bạn Diễm Ngọc. Đi làm thêm và đi học là một chuyện rất là bình thường ở bên Đức. Thực ra thì học sinh ở bên Đức người ta cũng đã đi làm thêm để kiếm tiền rồi cơ. Và thì đó là một cái việc rất là bình thường. Và cái điều quan trọng đây là em sắp xếp được thời gian nữa. Bởi vì ở bên Đức thì mình có thể chọn được môn học, chọn được thời gian học, chọn được giáo viên. Thì em có thể sắp xếp thời gian. Ví dụ em sắp xếp chọn môn học hầu như vào buổi sáng thì để buổi chiều, buổi tối em có thể đi làm được. Hay là vào cuối tuần em có thể đi làm được. Thì chỉ làm một cuối tuần thôi. Và thực sự thì chị không nghĩ là mình tự đi làm và mình có thể trang trải được 100% mọi chi phí và không nhận hỗ trợ gia đình. Bởi vì có rất là nhiều những cái nguyên nhân nữa. Thì chị thì không phải là một người quá là xuất sắc để mà có thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Thế cái ưu tiên của chị là việc học. Thế nên là chị không không đặt nặng cái việc mà kiếm tiền. Thì nên là chị vẫn nhận hỗ trợ từ gia đình rất là ít thôi. Rất là ít thôi. Và hầu như là chị đi làm thêm á. Chị làm thêm từ lúc sang Đức, chị làm thêm có khoảng 2 năm là chị làm công việc chân tay thôi. Còn từ năm thứ ba trở đi là chị đi làm thực tập cho một công ty, và với cái số tiền đó chị cũng có thể sống sống ok. Và sau đó thì chị học master thì chị đi dạy thêm ở một cái trung tâm tiếng ở bên này, và cái số tiền thay vì kiếm được 8 ơ một giờ thì chị kiếm được khoảng 22 ơ một giờ. Thì cái số tiền đó thì nó tức là thay vì mình không cần phải làm nhiều thời gian mà mình vẫn kiếm được nó nhiều hơn. Thì cái quan trọng ở đây đó chính là việc mà không phải là em kiếm được nhiều tiền và em trang trải được hết cho mọi thứ trong cuộc sống là tốt. Thì mình cũng sẽ phải có một cái thời gian đầu, mình phải có một cái bước lùi để sau mình có thể tiến được xa hơn. Tức là em sẽ phải nhìn nhận được cái điều đó là khi mà em đi học ấy, thì cái quan trọng nhất của em là một cái kết quả học tập của em, và cái nếu như mà có thể thì là cái hoạt động xã hội của em, thì sau này thì em mới sẽ tìm những cái công việc cao hơn, à rồi công việc tốt hơn và lương cao hơn, thì lúc đó em có thể bù lại những cái quãng thời gian trước đó nhớ. Chị lựa chọn cho mình một cái con đường đi như vậy. Cảm ơn bạn Phạm Tuân. Bạn Dung Hà muốn học thạc sĩ ngôn ngữ Anh thì có việc làm bên Đức không? Ok, có rất là nhiều bạn sang đây học master bằng tiếng Anh.
Và chị theo cái mà chị thấy á, thì hầu như là các bạn đi du học bằng tiếng Anh, học master bằng tiếng Anh rất là đơn giản, hầu như là đi rất là dễ, hầu như. Thế nhưng mà cái quan trọng ở đây nó là việc mình có tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp hay không. Thì chị thấy hầu phần lớn là rất là khó khăn, bởi vì để mà kiếm được việc làm bên Đức, các bạn cần phải biết tiếng Đức, không những là biết mà còn phải giỏi tiếng Đức. Cái nào, và thực tế là nhiều người Đức người ta vừa biết cả tiếng Đức vừa biết tiếng Anh rất là giỏi, thì cái sự cạnh tranh với họ cũng rất là khó nữa. Thì chị cũng không biết là có cơ hội được hay không, chắc chắn là có, nhưng mà em có cái khả năng của em, cái năng lực của em và cái sự may mắn của em có hay không, nó thì nó là điều quan trọng. Bạn Phạm Nguyễn Minh Trang muốn hỏi về cách học để ôn thi vào Stream College dự bị. Chị nào, chị chả ôn thi gì cả, chị cứ thế chị đi thi thôi. Thực ra thì em có thể nhá, chị em có thể làm những cái bài thi thử của các trường ở trên trang web của DAAD. Em vào cái DAAD Việt Nam á, em sẽ thấy có rất nhiều bài thi thử Student Collect, thì em sẽ có hãy làm thử và em sẽ có cho mình một cái sự đánh giá của bản thân nữa. Em là học sinh của chị thì em hãy sang Đức đi nha. À rồi bạn Tuấn Sophia, rồi bạn muốn bạn bạn muốn học tiếng Đức, nhưng mà bạn bạn nghĩ là cái cơ hội việc làm cho những người mà biết tiếng Đức ở Việt Nam là không có đúng không? Hoặc là ít đúng không? Thực ra thì mình nghĩ là nó sẽ không 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 ít đâu. Căn bản là bạn có tìm kiếm hay chưa, và cái lĩnh vực mà bạn muốn làm việc đó là lĩnh vực gì. Thì thực sự bạn đừng có nghĩ là mình học cái tiếng này thì để làm gì và cái cơ hội nghề nghiệp như thế nào, mà hãy nghĩ là biết được càng nhiều thứ tiếng thì càng tốt, nó sẽ làm cái lợi thế cho bạn. Hay là bạn học cho chính bản thân mình thôi, mình học được nhiều thứ tiếng thì nó rất là có lợi, và cái tư duy của bạn cũng sẽ tốt hơn nếu như mà các bạn biết được điều đó nữa. Có rất là nhiều những cái chứng minh của khoa học là khi mà người ta học biết nhiều ngôn ngữ thì cái trí tuệ mình cũng sẽ được minh mẫn hơn, và mình cái khả năng tư duy của mình cũng sẽ tốt hơn nữa. Mình có thể học vì một cái sở thích của mình, và biết đâu đấy nếu như mà cái duyên của bạn đến thì bạn sẽ tìm được cái công việc phù hợp để mà có thể sử dụng được những cái gì mà bạn đã học nhé. Thi vào dự bị đại học có khó không? Thực ra thì cũng khá là khó. Chị cũng đã từng rất là run, và mẹ chị thì nghĩ là ok cũng thôi, nếu như mà sang mà không thi được thì coi như là cho chị một chuyến đi du lịch. thì chị cũng đã từng rất là run, run lắm. Nhưng mà kết quả thì cũng không đến nỗi nào. Và cái căn bản đây là em á, em hãy đăng ký nhiều trường. Có những cái trường ở thành phố lớn và những cái trường thành phố nhỏ hơn. Thì cái những cái trường thành phố nhỏ hơn thì có thể cái tỷ lệ chọi, cái tỷ lệ chọi của nó cũng sẽ thấp hơn, thì cái cơ hội để mình được lựa chọn cũng sẽ cao hơn. Thì em hãy về về ở nhiều trường khác nhau. Chị thì chỉ đăng ký ở mỗi một trường và thi đúng mỗi trường. Bạn Nguyễn Đoàn Minh Thùy, em đã học xong đại học ở Việt Nam và em chỉ muốn học thêm tiếng Đức ở bên Đức, chỉ để giao tiếp tốt thôi chứ không phải hàn lâm, thì em nên làm hồ sơ theo dạng gì, xin học master, au pair hay học nghề, dạng xin visa?
Em muốn học để giao tiếp tốt thôi chứ không phải hàn lâm, thì em ít nhất là phải B1 nhá. Và để có thể B1 thì em có thể từ B1 trở lên là em có thể học được dự bị và học nghề. Au pair cũng ok. Học master thì này. Nếu như mà em học master bằng tiếng Anh thì có thể, chứ còn học bằng tiếng Đức thì nữa thì nó không đủ đâu. Bạn Diễm Ngọc nhé. À, bạn không biết là có nên đi au pair hay không, bởi vì sợ qua đó học dự bị liền thì không theo kịp được. Và ok, bạn ý bạn là muốn có dành thời gian để mình làm quen với môi trường bên Đức đúng không? Nicht đó cũng là một cái sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên là em nên xem là mình có cần thiết hay không. Chứ chị nghĩ là học dự bị á, thì cũng không đến nỗi nào đâu. Bởi vì ở đó mình cũng tiếp cận với cả những cái sinh viên nước ngoài như mình thôi. Và các thầy cô người ta cũng thông cũng hiểu là mình là sinh viên nước ngoài, mình là người từ nước ngoài, thế nên là họ cũng giúp đỡ mình để mình làm quen được với cả cái môi trường học tập bên này. Thì em cũng sẽ không lo sợ là mình bỡ ngỡ nhiều. Sô cô la. Mình sinh năm 90. Quy định bạn Sanamina, quy định bắt đầu du học là B2 đúng không? Ok, lâu lắm rồi chị cũng không có tham khảo lại cái điều kiện du học Đức mới. Thì em có thể lên cái trang web của DAAD nhé. Và em sẽ có thể tìm được thấy những cái điều kiện để mà học ở bên Đức. Và đó là cái thông tin chính xác nhất. Chứ mình đừng có nghe đồn thổi này nọ. Ok. Cảm ơn bạn Tuấn Cún yêu. Bí mật là bí mật gì cơ hả bạn? Em học dự bị, em bạn Hoàng Minh, em học dự bị thì chỉ B1 là ok rồi. Nhưng mà nếu mà em học được cao hơn thì em cứ học ha. Bởi vì ở bên này nếu như em cần phải học thêm nữa thì rất là đắt, chi phí học rất là đắt. Bạn Việt Dũng. Ok, good job. Chị có quen ai mà thất bại trong việc học đại học ở bên Đức không? Và chị nghĩ nó phù hợp với những người như thế nào? Chị có. Thế ra có rất là nhiều người và họ không vượt qua được chính bản thân mình. Và hoặc là có rất là nhiều những cái lý do khác nữa, lý do cá nhân nữa. Và không phải là họ không 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 có năng lực, mà có rất là nhiều cái lý do mà mình không thể chủ động được thì mình không nói đến, ok? Mà còn những cái lý do mà chị nói ở đây là lý do về cá nhân mình không vượt qua những cái khó khăn ban đầu. Và hoặc là có nhiều bạn có áp lực kiếm tiền quá, bởi vậy nên là không có thể dành thời gian cho việc học. Thế cái đó thì mình cũng không thể nào mà chê trách được, bởi vì mỗi người có những cái hoàn cảnh riêng. Còn nếu như mà em đã có một cái quyết tâm học á, thì em hãy kiên trì nữa, kiên trì với cả cái con đường mà mình chọn. Và chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều những cái thử thách cho mình trên cái con đường đó. Và cái điều quan trọng đây đó là em hãy mạnh mẽ và kiên định với những cái quyết định của mình. Và
tốt nhất là nếu như lúc đầu mà em là một người mà chưa có một cái năng lực để mà có thể tự động viên bản thân mình á, tự làm cho mình vui vẻ á, thì em hãy tránh xa những người tiêu cực ra. Có rất là nhiều người và họ luôn luôn nói là cái này khó, cái kia khó, cái này không làm được, cái kia không làm được, cái này không thể, cái kia là không thể. Và em hãy, tốt nhất là em nên tránh xa những người đó ra, bởi vì họ không thể giúp gì cho em cả. Và chị nghĩ là mỗi người có một cái cuộc sống riêng của mình, mỗi người có một cái sự lựa chọn riêng của mình, và không không ai có thể quyết định được thay em cả. Và em hãy hiểu được chính bản thân mình, nó cần gì và muốn gì, và em hãy cứ tập trung vào cái con đường của mình thôi, chứ đừng ngó nghiêng sang xung quanh. Chị nghĩ là thất bại ở đây nó có thể định nghĩa theo rất là nhiều cách. Chị có thể hiểu đơn giản thất bại đối với những người đi du học đó là mình không tốt nghiệp được, hay là mình không kiếm được việc làm. Ở đó thì em đừng có nản chí nó. Ở mỗi cái thất bại, mỗi người sẽ có rất là nhiều cái thất bại khác nhau. Chị cũng rất thất bại rất là nhiều lần. Nhưng mà chị là một cái người mà không thích quan trọng hóa mọi việc lên. Và có những cái lúc mà mình mọi việc nó không được như ý của mình thì mình cũng rất là thất vọng. Thế nhưng mà mình cũng đừng có trầm trọng hóa mọi thứ quá, mà hãy rút ra cho mình một cái bài học nào đó, và để mà mình có thể làm tốt hơn được sau này. Còn ví dụ nhé, ví dụ khi mà chị tốt nghiệp master thì chị đã có xin việc rất là nhiều, nhưng mà cũng nhận được rất là nhiều lời từ chối, và chị cảm thấy rất là buồn nhá. Thế nhưng mà chị không không nản chí, và chị cũng không bỏ cuộc. Và cuối cùng thì chị cũng, sau khi mà chị tốt nghiệp thì chị nhận được một công việc phù hợp với cả cái năng lực của mình, phù hợp với cả cái nguyện vọng của mình, và có một cái mức lương cũng rất là ok. Và chị nghĩ là mỗi người cần có một cái sự kiên trì, không bỏ cuộc, và mình tự tin vào chính bản thân mình, thì có thể may mắn, chắc may mắn một lúc nào đó sẽ mỉm cười với mình. Còn đối với người nào mà chị nghĩ là nó không phù hợp á, đó là đối với những bạn mà ngại thử thách, thích một cái sự ổn định, thích một cái công việc ổn định, một cái cuộc sống an toàn, thì các bạn không nên đi du học. Bởi vì du học là một con đường rất là nhiều chông gai, và mình không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Và một khi là mình đã bước đi rồi, mình không quay lại được nữa đâu. Là cái quay lại thì có thể mọi thứ nó sẽ không được như mình mong muốn. Bởi vậy nên là trước khi du học, các bạn nên cân nhắc kỹ là mình có muốn hay không, chứ đừng làm theo số đông. Bạn Nguyễn Hảo Trang: chị ơi, em đã sang Đức 1 năm rồi, em có thể nghe hiểu nhiều nhưng nói chưa tốt. Thường thì em nói họ không hiểu nhiều, em hay quên các âm gió. Em phải làm sao để người ta hiểu nhiều hơn ạ? À? Đấy là do em rồi. Do cái khả năng phát âm của em nó chưa được tốt lắm, thì không có cách nào khác, thì em phải tập nhiều hơn. Ok, em nghe nhiều và em có thể nhắc lại này. Rồi em hãy chị hồi trước chị hay có một thói quen là trước khi đi ngủ ấy, chị dùng cái phone của mình, xong rồi chị kể về một cái ngày hôm nay mình đã làm cái gì nữa, chị thu âm lại xong rồi chị nghe, xong rồi chị sẽ xem là cái cách phát âm của mình như nào. Và có một điều rất là buồn cười, đó là khi mà chị nghe lại những cái audio, cái thu âm nó của mình á, cách đây khoảng 3 4 năm, chị oh my god, rồi thật là kinh khủng, mà không hiểu sao mình đã có cái giai đoạn mình từng nói một cách kinh khủng như vậy. À, bạn Lê Phương Thanh: có B1 rồi thì em có nên xin su dự bị không? Nếu mà được thì em cứ xin nó, thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Thì trong cái khoảng thời gian mà em chờ đi du học, thì em có thời gian nữa, thì em có thể học lên B2 hay học cao hơn. Chứ còn cái yêu cầu của người ta thì chỉ cần đến B1 thôi.
B2 mình tự học à? Chị cũng không chắc nữa. Còn tùy thuộc vào cái khả năng của bản thân em. Chào bà chị Phương Bùi. Em sang đây được khoảng 7 năm rồi. Chị dạy ở Waldorf Grundschule Arnstadt. Tức là một cái trường phổ thông ở bên này. Chứ không ở Darmstadt. Alpstadt. À, bạn Thanh Ngọc, nếu nếu ở Berlin thì mình sau khi sang bên xin lại xu được không ạ? Chị không hiểu câu hỏi em lắm. Xin lại xu để làm gì cơ? Và xin lại xu ở đâu? Bạn Minh Trang Lê, chị có ý kiến gì về nếu học kinh tế ở bên Đức? Chị nghĩ học kinh tế là một cái ngành mà được rất là nhiều người lựa chọn. Và ra trường thì cũng cái cơ hội nghề nghiệp cũng khá là cao. Nhưng mà chị cũng đã nói rồi, còn tùy thuộc vào cái khả năng của em. Bạn Việt Nga ơi, chị cũng có chia sẻ về ngành điều dưỡng ở phần trước của video rồi đấy. Ở bên này bạn Thanh Ngọc, ở bên này thì không chỉ có rau đâu mà tất cả những cái đồ châu Á khác đều đắt. Đắt lắm, đắt so với Việt Nam thì đắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà sữa, ví dụ như là sữa nha, chị thấy là sữa bên này rất là rẻ. Rẻ hơn của nước lọc á. Bạn Minh Trang Lê, chị không có kinh nghiệm về cái ngành kinh tế này đâu nên là chị cũng không biết chia sẻ với em như thế nào. Nhưng mà đối với theo chị biết thì cái ngành này là một cái ngành cũng được rất là khá nhiều người chọn. Thế nên là cái tỷ lệ chọn vào uni á, cũng khá là cao á, tùy thuộc vào cái trường mà em chọn á. Thường là những cái ngành kinh tế là Zulassung beschränkt nhá, tức là có chỉ tiêu thôi. Thế nên là có nhiều trường không phải là mình muốn là mình vào được đâu. Học ngành kỹ thuật bên Đức thì cơ hội nghề nghiệp của em cũng rất là tốt đấy. Also ich bin jetzt in Deutschland. À, Phương Bùi ơi, chị có chia sẻ với cách học từ ở trên YouTube rồi đó em. Bạn Đức Tâm muốn học về kỹ thuật thì các bạn học thì bạn thi vào khối T nhá, T course. Có, chị có học viện Goethe em. Chị có ở Việt Nam chị có học tiếng Đức ở viện Goethe. Chuyện thiếu nhi ở Việt Nam hả? Quanh chỗ em ở thì em thử tìm trên mạng xem. Còn nếu như em ở Hà Nội thì em có thể lên viện Goethe, thư viện của viện Goethe đó. Cảm ơn bạn set ending. Chúc bạn Tấn Kiệt may mắn nhá. Viel Glück. Viel Erfolg. Chào bạn Gào. Chị học ngành, bạn Nguyễn Hạnh, chị học ngành gì? Chị học ngành bachelor thì chị học ngành Deutsch als Fremdsprache und Schulpädagogik, tức là có một cái ngành chính là ngành dạy tiếng Đức và ngành phụ là chị học về ngành giáo dục học, và master thì chị học ngành Schulforschungsentwicklung, tức là về nói chung là về quản lý giáo dục. Hi, chào bạn. Bạn Quế Anh Nguyễn Hồ đó. Những cái bài học
Tình độ A1 đến B1 mình đã chia sẻ với các bạn á, trên YouTube hoặc là trên trang blog của mình rồi, bạn có thể xem lại nhá. Trang blog tên là German for Vietnamese, for các bạn viết số 4 á. Bạn Hoàng Na ha, chị Hoàng Na. Cái từ này là viết tắt của Yiman Dim, tức là một ai đó ở Dative. Bạn Minh Phương, các trường nào mạnh về ngành xã hội à? Thì chị cũng không biết, còn tùy thuộc xã hội thì rất là chung chung, nó có rất là nhiều những cái ngành nhỏ. Thì em sẽ phải tự tìm hiểu rồi xem cái ranking ở trên mạng á. À, không, Nhung Cao, hello cô Nhung Cao, chị đang ở nhà. OPM, tức là AU PAIR. Bạn Dương Hoàng Mạnh, mình sang đấy mình biết cả tiếng Đức tiếng Anh thì chị nghĩ là cũng có lợi nhé. Thực ra tại vì những cái ngành học á, một số những cái môn học thì thậm chí chị phải học bằng tiếng Anh, nghe giảng bằng tiếng Anh luôn. Đọc sách cũng bằng tiếng Anh. Chị học Bachelor Augsburg, University Augsburg Bayern. Chị thấy trường này rất là tốt và có chăm sóc sinh viên nước ngoài rất là tốt và có rất nhiều học bổng nữa. Also, Bayerisch là một cái tiếng địa phương mà rất là khó nghe và có rất là nhiều những cái từ mà chỉ địa phương đó mới dùng thôi. Em có thể lên trên mạng và em có thể tìm rất là nhiều cái video á về Bayerisch. Bạn sống song xanh rồi rồi. Chị chia sẻ về việc học thạc sĩ ở bên Đức được không? Và nó khác như thế nào so với học đại học? Thì ok, học master là kéo dài trong khoảng 2 năm và còn học bachelor là 3 năm. Và học master thì mình học không phải học những cái ngành chính, ngành phụ như học bachelor nữa, mà mình chỉ tập trung vào cái chuyên ngành của mình thôi, và mình sẽ phải hầu như là phần lớn là thời gian là nghiên cứu rất nhiều, viết những cái bài gọi là những cái bài luận khoa học á, thì sẽ đọc rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Rồi chị thấy là ở bachelor thì mình bị ép về cái thời gian và mình bị ép học hơn, có rất là nhiều cái môn và cái module là mình phải học. Còn master thì em có thể được chọn. Và cái quan trọng ở đây á, nó không phải là mình học nhiều mà các bạn là mình đào sâu kiến thức, tức là mình chọn một cái môn và mình đào sâu nó. Và cái sự tự do trong việc học của mình nó cũng sẽ lớn hơn là học bachelor. Chị thấy Deutsche Welle là dễ nghe nhất rồi đó em.
có cả những cái video để học tiếng, mình còn có cả phụ đề á. Còn đâu chị hay nghe những cái xem những cái video về documentary film á, về những các đất nước, văn hóa con người á. Sinh viên cũng dễ xin việc nhỉ? Chị nghĩ là cũng dễ, tùy công việc gì. Nếu như em xin việc làm thêm ở nhà hàng các thứ thì đó là đơn giản. Em muốn học truyền thông thì dự bị em học Gear Course nha. Ok. Trang Trang, cơ hội nghề nghiệp các ngành xã hội ở Đức có cao không? Thực ra thì cũng không cao bằng so với các ngành kinh tế hay kỹ thuật. Và để mà có thể tìm được việc thì cái khả năng tiếng Đức của em phải rất là tốt. Nam Cung Ánh Nguyệt, chị nghĩ là tiếng Đức hay là bất kỳ thứ tiếng nào khác mình có thể tự học được. Nó cái quan bản ở đây đó là em phải là một cái người rất là có kỷ luật nữa thì em mới có thể tự học được, chứ chị thì chịu. Bạch Hà Nhã Chi, chị nhớ không nhầm thì ngành truyền thông học Gear Course mà em. Tuấn Phạm, kinh nghiệm thi dự bị hả? Và kết thúc thi dự bị có khó không? Kinh nghiệm thi dự bị thì em chỉ cần ôn lại những cái kiến thức mà em học thôi, em đã từng học thôi. Và chị không thể không không thể tư vấn cụ thể hơn cho em được, vì chị cũng không biết là trình độ của em như thế nào. Bởi vậy nên là em hãy thử làm những cái bài thi mẫu nhé, ở trên trang web của DAAD Việt Nam, thì em có thể đánh giá, tự đánh giá được năng lực của mình. Và kết thúc thi dự bị thì cũng tương đối khó. Nhưng mà chị thấy là theo cái kinh nghiệm của chị á, là sinh viên Việt Nam thường có điểm dự bị rất là cao, bởi vì rất là chăm chỉ và rất là nhiều người thông minh. Em tự học A1 thì em hãy mua những cái sách giáo trình tự học, giáo trình học của em, rồi sau đó mình học cùng với từ điển, rồi sử dụng các tài liệu tự học trên mạng mà chị đã chia sẻ với em rồi á, trong cái vlog gần đây nhất của chị rồi. LinkedIn chị biết rất là nhiều người học đại học ở Đức xong rồi về Việt Nam làm việc đó em. Cảm ơn Nguyễn Thảo Trang. Bạn bụng bự. Ngành khó ở bên này thì cũng cũng cần rất là nhiều em. Thường thì học bổng ở bên Đức không không phải là như là ở bên Mỹ hay là bên bên Anh các thứ, là mình có thể apply từ Việt Nam. Mà ví dụ như chị, nếu như mà không có học bổng của chính phủ thì em bắt buộc em phải làm sinh viên của trường đại học đó, rồi nó mới có những cái cơ hội học bổng của chính cái trường học của em, thì lúc đó em mới có thể apply được, chứ mình không apply trực tiếp được khi mình còn chưa chưa nhập học, mình cũng có khi mà mình vẫn còn ở Việt Nam. Bạn Andy Võ, mình cũng có nói rồi là có rất là nhiều người học bằng tiếng Anh ở bên này, học rất là giỏi, thế nhưng mà kiếm việc
không dễ dàng, bởi vì không biết, không có cái khả năng tiếng Đức á. Như là bạn cứ thử tìm kiếm và thử kết nối ở những cái trang LinkedIn hay là Xing để mình có thể mở rộng được cái network của mình, nhá, cái mối quan hệ của mình nhá. Bạn ăn đi đồ nội thất rẻ hả em? Chị thấy đắt quá trời. Ngành du lịch khách sạn có em, phát kho su là có. Kỷ niệm là in nào cùng. Bạn Lan Anh Phan Trần, chị học ngành Deutsch und Fremdsprache und Schulforschungsentwicklung, kiểu như là giáo dục trường học, quản lý trường học á. Bạn Lily Trần hỏi về cái cơ hội nghề nghiệp khi mà học ngành ngôn ngữ. Đó. Thì cái này chị cũng có chia sẻ ở trên một cái vlog trên YouTube rồi. Thì em học ngôn ngữ thì em có thể làm giáo viên này, rồi hay là làm ở trong cái phiên dịch, hay là làm về media, truyền thông. Đó. Làm ở nhà xuất bản. Và như chị đã nói thì ở bên Đức thì không như không phải là mình chỉ học mỗi cái ngành mà mình nghĩ là mình muốn học, mà khi mà em học, em bắt buộc em phải học bachelor thì em bắt buộc em sẽ phải chọn một cái ngành gọi là ngành tự chọn. Em có thể học kinh tế, em có thể học luật, học bất cứ thứ gì mà em muốn. Nó thì đó cũng là những cái lĩnh vực mà em có thể đi theo nếu như mà em học, cái quá trình học mà em cảm thấy là mình có một cái năng lực, có một cái sở thích ở cái lĩnh vực đấy. Chứ học ngôn ngữ không có gói gọn trong ngôn ngữ đâu. Ok. Đăng ký Phương Nguyễn. Bạn Phạm Lưu Ly ơi, dạy tiếng Đức online thì mình cũng có dạy, nhưng mà hiện tại mình chưa sắp xếp được thời gian á. Nếu như mình sắp xếp thời gian được thì mình sẽ thông báo cho các bạn, ok. Mình đang ở Alpstadt. Chị hát chán lắm em ơi. Chị có học ở Việt Nam em. Chị học 1 năm ở trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu muốn học master thì khả năng tiếng Đức của em phải thi DSD. Ý là DSD2. Nó, theo như chị biết. Thì nó rất là cao quá, nó tương đương với B2, B2 C1. Thực ra thì chị không có chọn trường dự bị mà là chị chọn trường đại học, chị chọn trường đại học. Thì mỗi mỗi cái trường đại học ở mỗi bang khác nhau, nó sẽ có những cái trường dự bị khác nhau và chị sẽ được chuyển đến cái trường dự bị đó nếu như mà cái khả năng tiếng của chị chưa đủ để học đại học ngay. Cảm ơn bạn Lily Trần. Chị Hậu Nguyễn ơi, em cũng muốn tổ chức học tiếng Đức nhưng mà hiện tại công việc của em cũng khá là bận, thì em sẽ cố sắp xếp sau ha. Giờ mình nghĩ là cũng được một khoảng thời gian khá là dài rồi và mình nghĩ rằng là mọi người đã có một cái cuộc trò chuyện vui vẻ và mình cũng đã giải đáp được phần nào đó cái thắc mắc của các bạn. Và hy vọng là mình có thể gặp nhau trong những cái buổi giao lưu tiếp theo nhé. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn hãy
Dạ, viết cho mình. Và mình sẽ trả lời các bạn nếu như mà mình có thể nhé. So good. À, rồi một lần nữa thì cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong lần tiếp theo. Tschüss. Bis bald.